Xin chào hết tất cả các anh chị và các bạn nha, đã quay trở lại với kênh của mình. Thì ở video ngày hôm nay, theo chân mình đi dạo một vòng đường phố chơi cũng như xem những khu nhà ở tại khu vực mình ở và khu vực lân cận, đó là thành phố Đù Lút. Tại vì ở những video trước đây đó, mình có nhận được vài cái lời đề nghị của một vài bạn muốn mình chia sẻ về cái giá nhà và cái cuộc sống của ở tại thành phố Đù Lút kế bên mình nè. Thì các bạn muốn mình chia sẻ giữa khu North Cross nơi mình đang sống và khu Đù Lút kế bên đây thì coi nó có cái sự gì khác biệt nhau hay không nha. Thì mình hôm nay đi một vòng chơi bên ngoài cũng như ngó một số nơi, cũng như mình muốn giới thiệu đến cái khu tại bên Đù Lút này nè, có nhiều người Việt Nam mình sinh sống ở bên đây, cũng như xem một số ít căn nhà cũng như giá cả nhà của những khu ở bên đó nha. Rồi cùng đi với mình nha. Buổi sáng thì hôm nay ở tại thành phố Atlanta mình thì cũng tương đối hơi lạnh đây nha, cũng không có quá lạnh. Rồi bây giờ đi vòng chơi ngó nhà cửa với mình nha. Thì mình đang chạy vào khu vực này ha, đây là khu vực giáp ranh giữa North Cross và Đù Lút nha. Thì mình sẽ chạy vòng vòng để mọi người cùng xem một số mẫu mã nhà ở trong khu này nha. Thì theo như mình biết đó, khu vực này bây giờ đó có rất là đông người Việt Nam mình cũng như người châu Á mình sống ở đây nha. Khu này thì rất là lớn. Mình chỉ quay điển hình cái khu mà gọi là gần nhà mình nhất thôi nha. Chứ ở tại Đù Lút này thì nó có nhiều hướng lắm. Nó có nhiều mẫu mã nhà khác nhau. Nhà hàng 400-500 ngàn đô cho đến hàng triệu đô. Mà hôm nay thì mình quay ở khu gần nhà mình nhất đi, nơi có nhiều người Việt mình sống tại đây nè. Đây thì có nhà mới, có nhà cũ có luôn nha, cũng rất là đa dạng. Khu này bây giờ thì cái giá nó khoảng trên 300 ngàn. Đó, thấy không? Thấy là nhà nào mà có người châu Á mình sống thì dễ biết lắm nha. Xe đậu phía trước rất là nhiều luôn nha. Tại vì người châu Á mình thì nói chung nhà thì ở đông người, nhà người Mỹ thì ta ở rất là ít người. Nhà châu Á mình thấy xe đậu lúc nào, nhà xe thì nó không còn chỗ phải đậu thêm ở bên ngoài nữa nha. Thấy không? Trong đây nè, quá chừng xe đậu luôn ở bên ngoài luôn. Khu này cũng được lắm nha, nhà bự. Khu Đù Lút này có thể nói rất là tốt ở đây nha. Phía bên tay phải mình nè, có những cái căn nhà rất là lớn, rất là to. Khu vực này thì người Mỹ trắng mình sống nhiều ha. Và xung quanh đây thì người Việt Nam mình cũng như người châu Á cũng rất là nhiều ở đây nha. Đang khu này theo như là mình biết đó. Ở phía trước mặt mình là có một khu nhà này cũng mới xây, cũng ở gần đây. Mình sẽ chạy vào một vòng để mọi người cùng xem nha. Khu nhà này thì cũng hơi mắc tiền chút xíu. Cái khu này thì có cái giá nó khoảng 450 ngàn cho đến 500 ngàn đô nha. Khu này thì cái giá nó hơi cao chút xíu, nhưng mà nhà rất là đẹp. Thì để mình sẽ chạy là một vòng. Cái khu này thì theo như mình biết cũng hoàn thành cũng gần cả khoảng 3 năm nay. Thì cái lý do nó mắc đó là do nhà, cũng như mọi người thấy là mặt gạch hết, là cả bốn mặt phía trước, phía sau và hai bên hông đều là mặt gạch hết nha. Thì cho nên là cái giá nó hơi mắc. Ở đây thì căn nào cũng vậy thôi, nhưng mà nó có chỉ khác nhau chút xíu là 4 phòng ngủ với 5 phòng ngủ thôi, thì nên cái giá tiền nó hơi khác nhau. Cũng có một số căn thì hai bên hông thì sẽ là mặt gỗ, thì nó hơi rẻ hơn chút xíu. Khu này thì cũng rất là tốt. Thì mình sẽ quẹo thêm vô một con đường ở đây nữa để chạy thêm vòng. Các loại xe đậu phía trước đây toàn là xe hiệu không nha. Nghĩa là khu này là khu nhà giàu á. Buổi sáng chủ nhật rất là yên tĩnh luôn nha.
mình thấy khu này nó cũng đẹp quá nên mình mới cố tình mình vào cái khu này để mọi người cùng xem. Thì ở đây hình như bán chắc lẽ là mình không thấy ai bán hết nha. Tại khu này khu nhà mới mà. Mới khoảng chừng 2-3 năm nay thôi cho nên nhà ở đây cũng còn rất là đẹp, rất là mới. Nha, mấy căn này thì hơi lớn, quá lớn nha. Thì lý do nó là trên 500.000 đô, hơn nửa triệu đô nha. Phía sau của cái khu này có một cái hồ nhỏ nhỏ rất là đẹp nha. Thì bây giờ do giống như cái mùa đông thì nó rụng lá hết rồi ha, chứ mùa hè đó cây xanh thì hồ nước nữa nên rất là lý tưởng nha. Thông thường thì những khu nhà giàu lúc nào cũng vậy hết á, thông thường cũng có những cái hồ ở phía sau nhà đó. Người Mỹ trắng người ta thích có cái hồ nước ở phía sau nên có thể nói khu này mắc tiền và đẹp và sang ở đây nha. Phía bên tay trái mình thấy không, có hai chiếc xe Tesla, chiếc trắng chiếc đen. Nhà mà sở hữu hai chiếc xe gì với ở nhà đây nữa thì có nghĩa là dân triệu phú. Tuyến đường này thì các căn nhà lớn không nha. Phía hồi nãy mình chạy thì những căn nó hơi nhỏ nhỏ chút xíu, còn tuyến này mình chạy thì những căn lớn không à. Và xe đậu phía trước cũng toàn là xe sang không nha. Thì bây giờ ha, mình sẽ đi thêm vào một khu nữa, cũng ở gần khu hồi nãy là mình vừa mới chạy qua. Khu này thì cái nhà ở đây nó hơi rẻ hơn chút xíu. Khu này trên 400.000, cũng là nhà mới luôn, cũng mới hoàn thành cách đây cũng 2 năm 3 năm thôi. Và cái khu này thì mình biết cũng có nhiều người châu Á cũng như người Việt Nam mình đang sống ở trong khu này ha. Thì đi một vòng coi xem chơi vài mẫu nhà rồi sau đó thì mình sẽ nói là giữa khu Đù Lốt và khu North Lodge của mình sống nha, khu nào nó phát triển hơn, khu nào được đánh giá là cao hơn nha. Rồi bây giờ mình đang đi dài dài vô trong cái khu mới này nữa nè. Khu này cũng được lắm mình sẽ quay cho mọi người cùng xem với mình nha. Trên 400.000 thôi, xây xong chưa được một năm nữa coi như là bán sạch sẽ xong luôn nha. Bây giờ khu này hình như là không còn căn nào bán nữa. Nói chung là tại vì nhà mới á, ta cũng mới mua vô thôi. Mình sẽ quay điển hình một vài căn ở trong khu này cũng để mọi người cùng xem á. Tại vì lý do mình chia sẻ là mình hay chia sẻ những khu có người nhiều người Việt Nam mình cũng như người châu Á mình sống, thì cho nên đó là lý do mình muốn quay vòng vòng một số cảnh. Người Việt Nam mình nói chung giờ ở đây cũng khá lắm, nhà 400-500 ngàn, các khu mới giờ thì ở cũng đông, hầu như khu nào cũng có người Việt Nam mình hết trơn. Khu này thì ở tại Đù Lốt này mình thấy là nó cũng rất là vừa cái túi tiền ha, trên 400.000 thôi. Thì 400.000 bây giờ so với ở đây là nó không quá cao nha. Ở các tiểu bang cao thì cái giá nhà có thể ở 600.000, 700.000, 800.000 ha. Thì ở tiểu bang mình khu vực này 400.000 mà những cái nhà như vậy thì coi như là xứng đáng đồng tiền nha. Rất là đẹp. Không phải kiếm mà là dễ có đâu. Bây giờ ở đây gần khu mình á, những cái khu nhà như vậy nó rất là hiếm. Mình phải đi xa xa ra thôi, đi ở vùng Lawrenceville hay là đi lên những vùng Cumming, Dacula thì mới có những căn nhà lớn giá rẻ. Chứ còn ở mình đây giờ do cái đất nó hết đó, cho nên những khu này mà vừa mới xây xong là người ta mua hết trơn rồi, không còn nữa. Ở đây thì mình ra chợ Việt Nam kế bên luôn, ở tại kế bên mình hoặc là ở Đù Lốt chưa tới 10 phút nữa. Chợ châu Á, chợ Việt Nam đầy đủ hết. Những khu nhà rất là đẹp ha. Tuy rằng cái đất nó không có nhiều nhưng mà nhìn nó rất là thông thoáng. Ở tại Đù Lốt mà gần người khu người châu Á mà nhà đẹp như vậy đó thì rất là ít có những được những khu như vậy. Thì để trả lời các bạn hỏi mình ha, ở
tại đùa lút sống có tốt hay không, thì mình cũng là trả lời luôn nha. Thì đùa lút á, là được xếp hạng á, là một trong 10 thành phố ở Atlanta này gọi là có cuộc sống tốt ha, một trong 10 thành phố ở xung quanh Atlanta. Nó thì đùa lút nằm ở phía bắc của thành phố Atlanta, nằm giữa khu người châu Á mình cũng đông nhất và nhiều nhất ở đây luôn đó. Thì có lẽ là nếu mà nói về xếp hạng đó, thì Duluth này á, nó xếp hạng cao hơn là North Ross của mình ở nha. North Ross của mình nó thì không bằng nó, thì cho nên cái giá cả nhà cửa đó thì ở bên mình đó, so với đây đó, thì nó thấp hơn, không có nhiều bằng nha, không có cao như ở đây. Nó ở đây giá nhà cao hơn, cái thế nhà mình đóng hàng năm đó, nó cũng đều cao hơn cái khu ở bên của mình ở nha. Nó thì một khi mà cái giá trị của các thứ nó đều cao hơn hết đó, thì có nghĩa là cuộc sống nó là nó cao hơn, cuộc sống tốt hơn đúng không? Nó cho nên nó mọi thứ nó đều mắc hơn, nhất là về bên là nhà cửa. Ở bên mình á, có thể mình kiếm một cái khu những ngôi nhà cũ cũ á, trên 200.000 mình kiếm có, nhưng mà ở tại Duluth này á, kiếm căn nhà cũ trên 200.000 bây giờ rất là khó kiếm nha, không phải dễ nha. Nhà cũ cũ ở đây thôi bây giờ nó cũng phải là lối cả 300.000 đó, 300.000 mà đôi khi kiếm cũng còn hơi bị khó nữa nha. Thì ở video ngày hôm nay mình chỉ chia sẻ một chút ít thông tin đến với các bạn hỏi mình về cuộc sống nhà cửa tại Duluth phía bắc của thành phố Atlanta này. Thì hiện tại ở đây còn rất là nhiều khu vực luôn nha, nhiều thành phố cuộc sống cũng tốt lắm, nhưng mà mình chia sẻ ở đây là do nơi này là mình biết rành nhất, nó gần nhà mình và mình biết rõ thì mình mới chia sẻ. Còn ở những khu vực khác thì trong tương lai sắp tới mình cũng sẽ tìm hiểu thêm để mình chia sẻ thêm, thì nó còn rộng lớn lắm nha. Ở một video 10 phút, hơn 10 phút thì mình cũng không có thể nào chia sẻ được nhiều hết, mình cũng không nói hết được. Thì mình cũng sẽ tiếp tục làm thêm nhiều video nữa, thêm nhiều đề tài nữa về cuộc sống đây để mình chia sẻ thêm. Thì các anh chị và các bạn nếu xem những video của mình thích thì hãy bấm cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần, cũng như bấm vào đăng ký kênh của mình để xem thêm những video mà mình chia sẻ trong thời gian sắp tới nữa nha. Còn rất là nhiều đề tài luôn ha, thì mình cái nào mình tìm hiểu được, mình biết rõ ràng kỹ càng thì mình mới chia sẻ nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình ha. Xin hẹn gặp lại ở những video chia sẻ kế tiếp nữa của mình nha.